Bát 3 2 1. Chất đu chất đu si la. Đô là chúng ta bỏ những ngón áp út lên đây. Ngăn 3 nè. Si la. 3 2 1. Chất đu chất đu si la. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi. Tình xưa ban cũ gặp nhau đêm mấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài tập guitar tiếp theo. Nếu dây đàn guitar của anh chị bị rỉ sét, bị rít, đánh nó còn không còn hay được nữa thì đừng có lo, cần nhấc điện thoại lên và đặt cái số bên dưới, bên em sẽ giao dây tận nơi đến quý anh chị và các bạn. Hai bộ dây được yêu thích nhất hãng của Alice có chốt các chìm Alice này. Hai bộ dây này chỉ có 150.000 và được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ tặng thêm một cái giáo trình để chúng ta học đàn cùng với chương trình Guitar Phúc, có những cái thế tay hợp âm bên đây nha, tặng giáo trình nè, rồi tặng cái tay quay để chúng tay quay này để chúng ta vô dây cho nó đẹp nè, vô dây quấn nhiều vòng. Dây 1, 2 quấn nhiều vòng sẽ khó đứt và bền hơn. Tặng kèm một cái hộp bích với hai cái bích. Hai bộ dây chính hãng tặng thêm 3 món nữa mà chỉ có 150.000 thôi, miễn phí vận chuyển đến quý anh chị các bạn luôn. Nhanh tay đặt hàng để nhận được những ưu đãi sớm nhất nha. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông miền Tây, dùng đất phù sa quanh năm mưa nắng giang nắng bên ruộng đồng, nơi sớm trên làng bên ai cũng biết nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Chúng ta cứ tập mỗi ngày từ từ là sẽ được. Còn mỗi ngày thì chúng ta cầm đàn lên, chúng ta có thể là chạy ngón 1, 2, 4 như vậy cho cái ngón đó mình nó linh hoạt hơn. Bình luận những câu hỏi ở bên dưới và nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước dài êm đềm. Đây là nhịp cầu tre. Có cái quà sách rất là dễ thương nha, bỏ vô cốp xe mang đi đâu cũng được. Pin sạc, hai cổng kết nối. Anh em mà muốn chơi guitar, cắm một cổng guitar input nè, guitar điện cũng được luôn ha. Là mình muốn hát karaoke thì mình gắm vô cổng bên đây. Tình yêu đó vơi phai vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ gợi nhớ tôi không cho. Đây là nút Bluetooth nha, ấn và giữ là bật tắt Bluetooth nè. Tặng kèm một cái dây sạc là cắm sạc vào đây, cổng tai si và chính hãng của Aruma. Anh em có điều kiện là mua cái loa này rất là thuận tiện luôn, để ở nhà chúng ta có thể nghe nhạc nè, rồi chúng ta có thể rảnh chúng ta hát karaoke được nè, kết nối Bluetooth được nè, chúng ta có thể là chơi guitar được luôn nè, mà rất là gọn, rất là tiện luôn. Chúng ta mà đã có đàn rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ chơi được nha quý anh chị và các bạn. Chỉ cần mỗi tối chúng ta siêng năng một xíu, chúng ta chạy ngón cho nó êm chút xíu thôi, không có mất nhiều thời gian của anh chị đâu. Lấy ra chúng ta chạy cù bò ha, sau đó chúng ta vô cái bài hát mình yêu thích luôn bằng cách là chuyển hợp âm bên tay trái trước, tay trái trước nha chứ không phải tay phải. Tay phải chúng ta chỉ cần rẽ nhẹ xuống nè, ví dụ em ơi có bao nhiêu là âm son trưởng si nè, 60 năm cuộc đời chúng ta để xuống rê, 20 năm đầu si đầu trưởng sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Bất kỳ bài hát nào cũng vậy, chúng ta phải tập chuyển hợp âm tay trái của bài hát đó dễ trước, theo nhịp là từ từ chúng ta sẽ chơi được thôi. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo cùng với chương trình Guitar 5 Phút. Bộ kết nối không dây mà anh em nhạc công rất là thích, bây giờ Khánh về rất là nhiều luôn nè, nguyên đai nguyên kiện như vậy ha, rất là bền, rất ổn định luôn. Khánh sẽ test âm thanh cho mọi người xem nha. Thường là bên Khánh sẽ kiểm tra thật là kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng, nên là cái chất lượng là bắt buộc bên Khánh phải test thật là kỹ. Sổ hướng dẫn sử dụng chính hãng Sweep Audio và chúng ta có thể gặp cái này rất là dễ luôn. Ở đây chúng ta có cái cổng sạc nè, để mở lên thì chúng ta chỉ cần ấn và giữ, mở lên cái là hai bên đã kết nối luôn nha, rất là dễ, rất là thuận tiện luôn. Cây đàn thì chúng ta gắm vào đàn và hình của loa thì chúng ta gắm vào loa. Một cái thì mình gắm vào âm ly nè, còn một cái thì mình gắm vào đàn nha. Còn đây là cái quy rất là thường thôi nhưng mà tiếng ra rất là sạch.
khi Khánh sẽ để cái điện thoại quay ở đây và Khánh sẽ ra xa khoảng 6 mét. Thoải mái, gọn nhẹ, pin dùng rất lâu, chất giá hiện tại là 799.000 và miễn phí vận chuyển tận nơi nha. Nhiều lần ngầm nguyện muốn ngó ý, tiếng yêu đương sao không thành câu. Rõ ràng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần chậm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lo. Nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyên. Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Chỉ cần là quý chị các bạn siêng năng mà chúng ta luyện ngón đi thôi, chúng ta tập vào những cái hợp âm của bài hát mình yêu thích. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về. Đây là lần đầu tiên mà trên tay Khánh được cầm một cặp micro không dây, hát rất là nhẹ và rất là xịn sò như thế này. Pin sạc bên trong ở là smartphone micro không dây ha. Đây là cục pin sạc của nó nè. Rồi chúng ta cứ sạc như điện thoại rồi, xài được rất là lâu, 5-6 tiếng luôn, chơi thoải mái, thả có dễ lắp luôn. Đó, đèn thì chúng ta chỉ cần bật bấm một cái nhẹ thôi là nó lên đèn. Cục này cũng xài pin sạc luôn và chúng ta cắm vào bất kỳ cái loa kẹo kéo hay là âm ly nào cũng sử dụng được hết. Bây giờ chúng ta bật hai cái cùng một lúc lên nè. Và chúng ta đứng gần với nhau luôn. Đứng gần âm ly và bật không phú. Bắt rất là nhẹ nè mọi người nha. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông. Bật luôn nè. Khơi lòng bao nỗi nhớ. Đây là tần số cao nè, hút rất là đã. Hai cái luôn. Trời nắng mưa rất là nhẹ. Cho ước nào em ơi. Micro không dây pin sạc như điện thoại sẽ được Khánh test rất là kỹ và rất là đẹp luôn, sẽ giao tận nơi toàn quốc. Mình có thể đặt hàng qua số Zalo ạ. Xin cảm ơn.